Khoảng trống tại giải phân cách giữa đường vành đai 3 đi thấp ở Hà Nội biến thành nơi xả trộm chất thải gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Giải phân cách đường vành đai 3 đi thấp dài khoảng 8 km như một bãi đất hoang khi đất đá lổn nhổn, cây dại mọc um tùm. Việc không được quản lý khiến từ lâu nơi đây đã trở thành bãi chứa rác thải. Giải phân cách có diện tích khá rộng, có đoạn xấp xỉ 10 m. Lợi dụng việc lơ là quản lý từ các cơ quan chức năng, nhiều người đã đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị thủ đô. Đủ các loại chất thải bị vứt ra khu vực giải phân cách vành đai 3, đoạn trước khu chung cư Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai tạo thành bãi rác khổng lồ. Từ bát hương đồ thờ cho tới bồn cầu và các loại chất thải nguy hại khác bị vứt bừa bãi tại đây. Bẩn thỉu, nhếch nhác là hiện trạng tại nhiều điểm của giải phân cách trên trục đường vành đai 3. Thậm chí khoảng trống rộng này trở thành nơi nhiều người vô tư phóng uế, gây mất mỹ quan đô thị. Không chỉ tại giải phân cách giữa mà ở vỉa hè trên trục đường vành đai 3 qua đoạn Phạm Hùng cũng biến thành bãi rác tự phát, là nơi phóng uế đổ phế liệu. Tôi cảm thấy là sau khoảng 23 giờ thì người ta sẽ có cái tình trạng là đem rác ra đấy đổ. Và cái việc này thì sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vừa vi phạm pháp luật mà sẽ đem lại một cái hình ảnh xấu cho những cái người đi đường hoặc là những cái người khách nước ngoài đến đây tham quan. Đi qua đường này thì sẽ bắt gặp được rất là nhiều cái hình ảnh mà người ta sẵn sàng đứng lại rồi vào một cái góc nào đấy rồi tự do gọi là phóng uế ra đấy. Ngoài ra thì sau khi phóng uế đấy thì sẽ có một số những cái người mà gọi là biến thái ạ, sẽ xuất hiện ở đấy rồi đe dọa đến cái sự an toàn của những người khác. Ngoài ra thì còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và những cái việc đấy thì nó còn ảnh hưởng đến cả môi trường nữa.